Chiều nay 28 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện làm trưởng đoàn, nhằm rà soát đánh giá khu vực an toàn, không an toàn, phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại cuộc làm việc, tỉnh Lào Cai đề xuất Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ tỉnh rà soát đánh giá khu vực an toàn, không an toàn, phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đặc biệt là với 61 địa điểm tỉnh đang dự kiến bố trí làm nơi sắp xếp dân cư tập trung. Tỉnh cũng đề xuất hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn việc lắp đặt thiết bị quan trắc, cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở, động đất, rà soát, xây dựng bộ bản đồ nguy cơ thiên tai, địa chất cho một số địa phương. Thực hiện đề tài nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng và xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai địa chất tỉnh Lào Cai, đề xuất giải pháp phòng tránh. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh cảm ơn sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đối với Lào Cai trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời mong muốn thông qua hoạt động khảo sát trực tiếp, đoàn công tác sẽ giúp tỉnh đánh giá rõ các địa điểm nguy hiểm, có nguy cơ bị tác động bởi thiên tai và các nội dung địa phương cần triển khai để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, giảm thiểu tác động thiệt hại do thiên tai bền vững và lâu dài. Với các nội dung đề xuất của tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, viện sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nội dung hợp tác giữa hai bên, lựa chọn đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực địa chất, vật lý để thực hiện các nội dung theo đề xuất của tỉnh. Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ tỉnh đưa ra được các cảnh báo sớm nhằm giảm thấp nhất tác động thiệt hại của thiên tai.